nhân lễ tạ ơn bên Mỹ. Hôm nay là lễ tạ ơn bên Mỹ. Lễ tạ ơn có ý nghĩa ban đầu là ngày mừng thu hoạch mùa màng và tạ ơn Thiên Chúa đã ban phước lành cho mọi người. Người Việt Nam bên Mỹ đại đa số là di dân. Họ mới hội nhập vào nước Mỹ nhưng họ được hưởng ân huệ của Tổ quốc Mỹ như những người Mỹ lâu đời. Cha ông, tổ tiên của họ không hay đổ máu rất ít để bảo vệ Tổ quốc Mỹ. Cha ông họ cũng đóng thuế ít hơn những người Mỹ sinh sống nhiều đời. Tức là họ đóng góp không nhiều để xây dựng một quốc gia Mỹ siêu đại cường. Nhưng họ trở thành công dân của nước Mỹ, bình đẳng với những công dân Mỹ khác. Họ được hưởng hạ tầng cơ sở, từ giao thông cho đến kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, hàng đầu thế giới. Quyền lợi của họ được nhà nước Mỹ bảo vệ, cho dù họ ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Họ cũng được hưởng đủ thứ an sinh xã hội như những công dân Mỹ khác. Mà công dân Mỹ là một thứ công dân thượng đẳng về quyền lợi hơn hẳn những công dân các quốc gia khác trên nhiều phương diện. Thí dụ Mỹ in tiền làm gói trợ cấp Covid, dân Mỹ ai cũng được cục tiền, xài đá tay. Rốt cục số tiền này do dân cả thế giới nai lưng ra trả. Vì vậy người Mỹ gốc Việt mừng lễ tạ ơn theo cái cách của họ. Còn người Việt Nam tuy không có ngày lễ tạ ơn nhưng mỗi khi được chuyện gì, người dân hay niệm câu thần chú ơn đảng, ơn nhà nước. Vấn đề là ơn nghĩa cái gì? Hạ tầng cơ sở, từ giao thông tới kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục. An sinh xã hội Việt Nam so với Mỹ khác nào đom đóm so với mặt trời. Dân Việt Nam ngoài ra cũng không được Tổ quốc Việt Nam bảo vệ. Vụ các chuyến bay giải cứu cho ta thấy Tổ quốc Việt Nam khác gì con thú hoang ăn thịt đồng loại. Tổ quốc Mỹ tư bản chủ nghĩa bảo bọc công dân họ. Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có người đổ máu cả ba đời để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. Nhưng họ không có bất cứ quyền lợi nào trước Tổ quốc này cả. Tổ quốc Mỹ tư bản dạy chết nhưng, dầu có chết đói, họ không có chủ trương xuất khẩu lao động như Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vinh quang. Xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Ơn đảng ơn nhà nước về cái gì? Không lẽ về cái kiếp làm trâu ngựa, cái kiếp làm dâu trên xứ người? Hay là ơn đảng, ơn nhà nước vì được đảng và nhà nước bán làm nô lệ? Bài viết của tác giả Nhân Tuấn Trương.